Ca sĩ Phương Thanh lần đầu tiết lộ lý do giấu kỹ con gái suốt 12 năm qua. Trong một buổi trò chuyện với báo điện tử mới đây, nữ ca sĩ Phương Thanh đã chia sẻ về lý do giấu con gái suốt 12 năm. Cô cho biết bạn bè và các thầy cô trong trường, từ cấp 1 đến cấp 2 cũng giấu cùng gia đình, nên khi công khai, mọi người đều rất vui vì trút được nỗi nặng nề trong lòng nhiều năm liền. Vì bé đã đủ 12 năm và tôi công khai, cái gì cũng vậy, nếu có duyên, phải tới ngày giờ mới được. Khi công khai bản thân bé gà cũng hồi hộp lắm, vì giấu mãi rồi bé cũng quen. Lần đầu tiên tới trường tự nhiên thành người công chúng cũng khiến bé bị tâm lý, nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, thầy cô trong trường cũng thương. Lúc đầu thầy cô cũng giấu vì biết gia đình và biết những sự việc cần phải giấu, nhưng đến lúc tôi công khai, thầy cô hay các bạn bè của tôi vui lắm, Phương Thanh lý giải. Phương Thanh cũng chia sẻ tư cách người mẹ, cô luôn đứng ở vị trí người bạn đồng hành với con để hiểu và chia sẻ. Hai mẹ con không bao giờ có khoảng cách và vẫn đi ăn, đi xem phim với nhau như hai người bạn. Nhiều lúc tôi cũng nghe lời con lắm và tôi thấy đó là hạnh phúc. Mọi người hãy bỏ nhanh tư tưởng mẹ đơn thân, không đồng hành được con mình và có những sự khó khăn. Có những gia đình đầy đủ bố mẹ nhưng cũng không hiểu được con. Trong cuộc sống, sự yêu thương không đủ mà hiểu nhau mới đủ. Tôi luôn hiểu con mình và dặn bố của con mình rằng, anh à, con cần điều này, anh làm giùm em vì em chuẩn bị đi rồi. Tôi luôn tìm hiểu và chia sẻ cùng con, là người bạn đồng hành để con chịu tâm sự chứ không có gì khó khăn, Phương Thanh nói. Con gái Phương Thanh tên thật là Bùi Hà Nghi Phương hay còn gọi là bé gà. Vào cuối năm 2016 vừa qua, Phương Thanh mới chính thức công khai hình ảnh của bé trước công chúng sau 12 năm giấu kỹ. Thời điểm đó, Phương Thanh cho biết vì muốn con gái có cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác, không thích con bị để ý, bình phẩm vì là con của người nổi tiếng nên mới quyết định giấu. Hiện tại, Phương Thanh thường xuyên chia sẻ hình ảnh con gái lên trang cá nhân và đều nhận được sự quan tâm của số đông khán giả. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ bé gà rất tự lập và có thành tích học tập tốt, nên cô kỳ vọng con gái sẽ làm được nhiều việc có ích cho xã hội khi trưởng thành. Sau đám cưới với Dương Triệu Vũ, Mr. Đàm hé lộ sự thật sốc về chuyện tình 12 năm. Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã than thở trên trang cá nhân rằng mình cô đơn ế, không có người yêu suốt 12 năm, khiến cư dân mạng sốt sinh dịch. Mới đây, trên trang cá nhân Facebook, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có những chia sẻ khiến cư dân mạng sốt rần rần về chuyện tình cảm của mình. Giọng ca biển tình viết, khổ, hình như mọi người cố tình không chịu hiểu thì phải, khẳng định thương hiệu nè, cô đơn một mình, lẻ loi ế, không có người yêu, 12 năm rồi. Kết lời, Đàm Vĩnh Hưng cho biết, bản thân anh đang tìm người để song ca bài hát, rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm. Không giới hạn người đó ở nước nào khiến fan chăm trồ đưa ra không ít ý kiến. Facebook Muôn Nguyệt cho hay, ấy thì em tin rồi, nhưng không may yêu thì em không tin, vì người yêu anh có rất rất nhiều anh biết không anh? Người yêu anh nhiều lắm, chỉ có người anh yêu thì sẽ mãi nằm trong trái tim của anh và chỉ mình anh biết thôi. Trước lời khẳng định bản thân cô đơn, một mình lẻ loi ế, không có người yêu này, Đàm Vĩnh Hưng từng có dòng chia sẻ trên trang Facebook cá nhân gây bất ngờ. Thèm có bồ giống người ta quá, Đàm Vĩnh Hưng biết. Có lẽ đã đến lúc Đàm Vĩnh Hưng mong muốn có một bến đỗ bình yên. Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ từng bị nghi là mối quan hệ yêu đương với nhau. Khoảng hơn tuần trước, Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ gây xôn xao dư luận với tấm thiệp mời tham dự bữa tiệc tình tri kỷ của họ. Hai người ước mở đây là một buổi tiệc đặc biệt, có chủ đề 14 năm 9 tháng, khiến nhiều người đồn đây là đám cưới của cặp đôi. Tại buổi tiệc, Mr. Đàm còn tặng Dương Triệu Vũ món quà là hai chiếc áo gói do chính tay anh thêu và đính hoa trong lúc đang bay show. Không chỉ thế, Mr. Đàm còn hứa từ nay về sau sẽ thay cha mẹ Dương Triệu Vũ chăm sóc và yêu thương anh. Sau bữa tiệc bí ẩn đầy ồ mào này, Mr. Đàm bất ngờ viết một bức thư tay để giải thích rõ hơn về mối quan hệ giữa anh và Dương Triệu Vũ cùng dự án nhật ký âm nhạc 14 năm 9 tháng của hai người. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, tất cả những vui buồn sóng gió mà chúng tôi đã đi qua khiến chúng tôi phải quên đi cái tôi rất lớn trong mọi đứa để biết tự nói cảm ơn một niềm đau, để có thể còn giữ được nhau trong một thứ tình cảm hơn cả ruột thịt của nhau. Điều đó đã khiến mối quan hệ này trở nên một cuộc tình không thể gọi tên. Nó cũng khó để cho cả hai dễ dàng khi tìm cảm giác với một người khác. Nếu để quan hệ giữa Hân và Vũ là một cuộc tình lầm lỗi, thì chúng tôi cũng sẽ mãi mãi không ân hận. Minh Béo hớn hở kêu gọi mọi người tới xem kịch do mình dàn dựng, quyết quay lại với nghệ thuật. Sáng ngày 22 tháng 5,
nam diễn viên Minh Béo vừa livestream lên trang cá nhân kêu gọi khán giả tới xem vở kịch do anh đạo diễn. Bằng một giọng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, nam diễn viên từng ngồi tù ở Mỹ vì tội áo dâm vừa livestream một buổi tập vở kịch Mưa Hồng tại sân khấu kịch Sao Mưng Béo. Theo lời quảng cáo của Minh Béo, đây là vở Mưa Hồng phiên bản kịch đầu tiên của Việt Nam. Ngoài việc tiết lộ cụ thể thời gian công chiếu, Minh Béo còn tự tin khẳng định vở kịch của anh có sự tham gia của rất nhiều diễn viên điện ảnh nổi tiếng, nhiều á hậu điện ảnh và cả danh hài Phúc Béo. Mắc tội áo dâm và bị mọi người kêu gọi tẩy chay, nhưng Minh Béo vẫn quyết quay lại với nghệ thuật. Trước đó, Minh Béo từng đánh tiếng sẽ đạo diễn một vở kịch thiếu nhi ra mắt khán giả vào đầu tháng 6. Điều này khiến dư luận khá bất ngờ và bức xúc. Tuy nhiên, khi trả lời truyền thông, ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thái độ và cách ứng xử của Minh Béo trong thời gian qua gây phản cảm với dư luận. Tuy nhiên, trong luật biểu diễn không có quy định nào về việc cấm hoạt động nghệ thuật với Minh Béo. Nếu chúng tôi làm theo dư luận cấm Minh Béo là sai luật. Ông Nam nhấn mạnh, nếu khán giả muốn Minh Béo không xuất hiện trên sân khấu thì chỉ có họ mới làm được, đó là họ không đến xem, không mua vé và tẩy chay các sản phẩm liên quan đến Minh Béo. Không chỉ đạo diễn các vở kịch, Minh Béo còn đăng tin tuyển sinh học viên sân khấu. Trong đó, ngoài việc đóng vai trò tổ chức khóa học, nam diễn viên từng phạm tội ấu dâm còn trực tiếp đóng vai trò giảng viên. Song song với việc chuẩn bị cho hoạt động nghệ thuật, Minh Béo còn tung clip xin lỗi mọi người. Trong đó, anh còn lên tiếng đổ lỗi cho công ty và luật sư Mia, người biện hộ cho anh trong các phiên tòa ở Mỹ về hình ảnh vui vẻ khi về tới sân bay Tân Sơn Nhất. Theo Minh Béo, bà Mia muốn tôi làm như vậy để khán giả ở quê nhà biết tôi không bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. Nam diễn viên nói bản thân nhận tội chỉ vì yêu đất nước, yêu gia đình và sân khấu nên mong muốn được về Việt Nam sớm. Minh Béo cho biết anh đã rời thành phố Hồ Chí Minh lên một ngôi chùa trên núi cao tụng kinh niệm Phật. Những phát ngôn hình ảnh trên Facebook Minh Béo biện bạch là giả mạo, không phải do anh viết. Tuy nhiên, những lời xin lỗi của Minh Béo lại vấp phải sự chỉ trích dữ dội, vì khán giả cho rằng anh không thật lòng và lời xin lỗi chỉ là cái cớ để dọn đường quay lại showbiz. Không lâu sau đó, Hoa hậu Thu Hoài đã đăng tải rất nhiều tin nhắn của Minh Béo nhằm gạ gẫm một ảo thuật gia trẻ tuổi. Tim trải lòng về cuộc hôn nhân với Trương Quỳnh Anh, một tờ hôn thú bất hạnh không thể mang đến cho gia đình tiếng cười. Nam ca sĩ Tim đã có những trải lòng thẳng thắn về cuộc hôn nhân với Trương Quỳnh Anh. Những ngày qua, câu chuyện hôn nhân giữa Tim Trương Quỳnh Anh thu hút rất đông sự quan tâm của công chúng. Mặc dù Tòa án Nhân dân quận 10 thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định thuận tình ly hôn theo thỏa thuận giữa Trương Quỳnh Anh và Tim, nhưng cặp đôi vẫn xuất hiện tình cảm bên nhau. Điều này khiến công chúng hoài nghi liệu cả hai có đang diễn sâu quá hay không. Sau một thời gian giữ im lặng, mới đây Tim quyết định livestream chia sẻ về hôn nhân ồn ào của mình với Trương Quỳnh Anh trong một talk show free. Nam ca sĩ cho biết, thời gian vừa qua cả hai đều giữ im lặng vì muốn mang lại những giây phút bình yên cho con trai Susie. Bên cạnh đó, Tim khẳng định anh và Trương Quỳnh Anh không hận khi yêu nhau. Nếu một ngày không may mắn bên nhau, duyên hết thì chính chúng tôi sẽ công bố. Chúng tôi rất thương con trai, không muốn vì những người ngoài nói mà ảnh hưởng tới bé. Một tờ hôn thú bất hạnh không thể nào mang đến cho gia đình tiếng cười, chắc chắn chúng tôi sẽ hạnh phúc và nắm chặt tay nhau. Bên cạnh đó, Tim cũng tiết lộ lý do vì sao cả hai vẫn chưa tổ chức đám cưới, dù con trai Susie gần tròn 5 tuổi. Không làm đám cưới là lỗi của tôi. Ngày xưa, mỗi lần đưa Quỳnh Anh đi qua cửa hàng đồ cưới là cô ấy lại mơ ước một đám cưới. Nhưng tôi lại theo chủ nghĩa độc thân, sợ đám cưới và tôi chỉ nói, ở với nhau vui là được rồi, đám cưới rất mất công. Đó cũng là lý do cho tới bây giờ, tôi là người muốn thì lại không được. Ngày cầu hôn, tôi đã chuẩn bị rất nhiều chỉ mong Quỳnh Anh đồng ý, nhưng tôi nhìn thấy được trong ánh mắt đó là sự không dám tin. Cô ấy không tin sẽ có một đám cưới, bản thân tôi cũng rất hoang mang. Nên tới bây giờ, đám cưới chưa xảy ra, tôi có nói với Quỳnh Anh, nếu như anh còn nắm chặt tay em, thì một ngày không xa, cả anh và em cùng mặc bộ đồ cô dâu chú rể, được mọi người chấp nhận.